Vâng, xin mời em nấu ngay ở phía dưới này. Xin mời quý vị. Đây, bạn thấy yệt chưa? Vâng, yệt đúng không ạ? Vâng, bạn thấy không? Cái vai và cái phần cái đai nó vắt chéo từ bên này cú lên trên và xuống bên trái này nhá. Đây đằng sau này. Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuỗi các video dạy thời trang miễn phí chuyên nghiệp của Vũ Trần Đức Hải Master. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái mẫu đầm gọi là vai rơi hoặc là vai nơ vân vân, có nhiều tên gọi, nhưng mà cái đầm đấy nó như thế này nhá. Và đây là một cái đầm mà tôi thấy rằng là rất là đẹp. Nếu mà các bạn làm cái đầm này thì khách hàng có thể mặc đi chơi hoặc là đi những sự kiện cuối năm này, nó sẽ có những cái sự kiện ví dụ như là cưới hoặc là đi chơi Tết vân vân, đúng không? Đi chơi Noel đấy, thì đây là một cái đầm rất là đẹp. Cái đầm này nó có kết cấu là cái phần vai này, vai trễ, vai rơi này nó liên kết với cái phần giữa này và có một cái dây xếp này tạo ra cái phần nơ rất là tuyệt. Và đặc biệt là khi mà kết hợp với cái vải gọi là có dạng màu loang, màu chuyển này thì nó sẽ tạo ra những cái độ sâu rất là đẹp, rất là sinh động, phải không nào? Đấy, đây là đằng trước và đây là đằng sau bạn nhé. Đấy, bạn thấy đây là đằng sau, được chưa? Đấy, đằng sau rất là đẹp, rất là đẹp. Rồi ok, thì cái mẫu này muốn làm thì các bạn bước đầu tiên là bạn hãy vẽ cái bản phác thảo của bạn nhé. Bạn nhìn thấy cái bản phác thảo này không? Đấy, thì khi bạn vẽ như này thì chúng ta sẽ nghiên cứu được cái kết cấu của nó và rất là chuyên nghiệp để chúng ta sẽ sử dụng cái này để lưu giữ cái phần sau này, lưu giữ cái mẫu này, cái bộ dập này để bạn quản lý nó dễ nhá. Thì cái vẽ cái này dễ lắm, bạn chỉ cần sử dụng cái form mà tôi tặng đi kèm cái bộ dập ấy thì bạn sẽ có thể vẽ được. Và chúng ta sẽ phát triển cái mẫu này dựa trên cái bộ dập căn bản này. Bạn nào chưa có thì liên hệ sớm với học viện để chúng ta có nhận được cái giá ưu đãi là giá bìa là 460.000, giá ưu đãi là 395.000 nhá. Bạn gọi đến số điện thoại ở hiện ở trên màn hình hoặc là để lại số điện thoại của mình xuống phía dưới phần comment bình luận thì bạn sẽ nhận được cái giá ưu đãi rất là tuyệt vời này. Vâng, và mẫu này thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là mẫu mà cả đằng trước và đằng sau, thân trước thân sau đều là đối xứng. Vì vậy các bạn hãy sao cho tôi thân trước một nửa này, thân sau một nửa nhé. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ bước vào phần hướng dẫn của Vũ Trần Đức Hải làm cái mẫu đầm rất là đẹp này. Xin mời các bạn. Đầu tiên bạn sẽ cắt cho tôi ở phần eo của cả thân trước thân sau ra, bởi vì đây là mẫu có đường can eo bạn nhé. Và chúng ta sẽ làm cái phần bên dưới trước. Phần bên dưới thì các bạn nhìn này, cái mẫu này thì nó sẽ có dáng ở bút chì, vì vậy các bạn sẽ đánh âm cho tôi cái phần bên dưới này vào. Ở phía dưới này các bạn sẽ đánh âm cho tôi là 1 cm bạn nhé. Ở đây bạn đo xuống cho tôi 8 cm, tính từ đường ngang mông 8 cm. Rồi các bạn đánh chéo kè thẳng xuống cho tôi. Rồi, phần thân sau chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Cái mẫu này thì bạn nhìn này, nó sẽ có chiều dài là dài hơn đầu gối bạn nhá, dài hơn đầu gối. Thế thì ở cái bộ dập cơ bản này thì cái chiều dài tính từ eo xuống nó khoảng 55 đến 60. Thì ở đây bạn cộng cho tôi nhá, tôi sẽ không cộng ở đây nữa, bạn cộng cho tôi ở đây là dài thêm 10 cm nữa. Cái này nó tùy thuộc vào cái chiều cao của khách hàng của bạn. Nếu mà khách hàng của bạn, đây là cho những người là khoảng 1m6. Thế còn với những người mà cao hơn 1m6 thì bạn có thể đánh dài hơn. Nếu mà họ muốn mặc qua đầu gối thì cái này bạn có thể đo trực tiếp, lấy số đo trực tiếp của khách hàng nhé. Đây là tôi ra một cái con số gọi là tạm thời thôi. Và bạn nhớ là chúng ta sẽ tạo ra cái sẻ đằng sau. Cách tạo sẻ như sau. Đây là thân sau này. Ở phần chỗ đường chìa khóa này các bạn đo xuống cho tôi là 23 cm nha. Từ đây xuống đây 23. Được chưa? Sau đây chúng ta dán cái tờ giấy này vào đây. Bạn đo ra đây cho tôi 3 cm. Và như vậy là chúng ta đã làm cho có dáng bút chì và cái sẻ sau. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái phần này. Bạn để ý này,
ở đây cái ly, cái ly của thân trước này, ly và của thân trước và thân sau thì nó đều là ly xếp à nhá, chứ không phải ly chiết. À nhìn không, ly xếp ấy, người ta xếp à. Thế thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để làm cái ly xếp này. Đơn giản thôi. Ở đây bạn đo cái chiều dài cái ly này cho tôi. Chiều dài ly này là bao nhiêu ạ? Là 23,5. Thì đây cái điểm này chúng ta sẽ giữ nguyên nhá, điểm này giữ nguyên này. Sau đó chúng ta sẽ đánh ra đây. Các bạn vẽ chéo đây cho tôi nhá. Đánh sang bên này khoảng 6 phân. Từ đây đây 6 phân nhá. 6 phân. Đấy, và sau đây chúng ta nối điểm từ trên này xuống. Có lẽ là 5 phân thôi, 6 phân tôi thấy nhiều quá. Nha. 5 cm. Và chúng ta sẽ vẽ. Ok, chúng ta đo đúng 23,5. Sẽ làm đến đây. Và sau đấy chúng ta sẽ. Rồi, các bạn sẽ phải xử lý cái này cho tôi nha. Bởi vì khi cái ly này nó xếp chéo thì cái đường này, cái phần nhấp nhô này nó sẽ khác nha. Chúng ta sẽ dán này thêm cho tôi. Bạn dán các bạn cắt dư này này. Rồi, vậy. Bây giờ chúng ta phải gấp các bạn nha. Sau đó chúng ta cắt. Đây, hình chính xác nó là như này mà nhá. Được chưa? Đây. Đây, sau này nó như này. Quay vào đây. Đấy, thì mình phải dán thêm cái này là như vậy. Rồi đây là thân trước. Thì thân trước này sẽ là gấp đôi. Chúng ta ghi thân trước nhân một vải chính nhân một lót. Thân sau ạ. Thân sau thì chúng ta cũng di chuyển cho tôi từ bên này ra về phía sườn. Cái này di chuyển 2 cm thôi bạn nhé. Bởi vì là cái đỉnh bông nó nằm ở đây, mình di chuyển nhiều quá thì nó sẽ mất cái form. Rồi sau đó chúng ta kẻ cái này đây. Đấy, và chúng ta đánh dấu đây. Đấy, cái ly bây giờ nó sẽ thành dạng ly thẳng này, không có đoạn gãy vào lưng nữa. Đấy, chúng ta này, dán cái này vào. Các bạn nhớ này, cái cạnh mình xếp ly này, xếp đây. Nhá, xếp cạnh này nhá. Các bạn sẽ úp vào đây. Đấy. Thì nó mới đẹp, chứ đừng có xếp ngược lại nhá. Cạnh kia ngược lại là nó không đẹp đâu. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cắt từ bên này. Đây là cái hình chính xác của nó đấy. Và chúng ta sẽ vẽ canh vải. Thân sau nhân 2 vải chính nhân 2 vải lót. Rồi, đây là chìa khóa này. Chìa khóa bạn chìa từ trên xuống đây, đến đây dừng lại nhé. Đây là sườn. Rồi, nếu mà các bạn mới vào nghề ấy, mà chúng ta chưa nắm được cái quy trình mà đặt lên vải cắt ấy, bạn nhớ nhé. Là các đường may chúng ta ra thêm 1 cm. Và riêng đường sườn thì bạn cộng cho tôi. Riêng sườn này, cộng là 1,5 cm. Đường trao khóa cũng 1,5 cm nhé. Còn các đường còn lại thì là 1 thôi nhá. Đây là tôi nói thêm với những người mới. Còn các anh chị mà làm lâu rồi thì cái này các anh chị biết rồi. Ok, như vậy là ta đã xong được cái phần chân của thân trước, thân sau. Bây giờ chúng ta lên phần phía trên. Rồi, ở phần phía trên thì chúng ta sẽ xác định những cái điểm rất là quan trọng sau để chúng ta xác định làm được cái chi tiết này. Cái chi tiết này rất là quan trọng. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ xác định cái điểm chân này nhá. Bạn nhìn cái điểm chân này thì nó sẽ nằm, đây là phần chân ngực đúng không? Đây, nó sẽ nằm đâu đó ở phần giữa. Đây, cái phần chân ngực này đuôi trên đây nằm đây. Cái điểm mà bắt đầu của cái dây thì nó sẽ là chỗ này nhé. Bạn đánh dấu chỗ này nó khoảng 3 cm, được chưa? Và cái điểm này nó sẽ ăn chéo, rồi ăn chéo lên đây để chúng ta xác định cái điểm ở trên này, được chưa? Thì cái điểm trên này nó sẽ nằm ở đây. Tôi sẽ làm tròn là 6 cm. Từ đường ngang ngực đi lên 6 cm, được chưa? Từ mỏm vai đánh xuống 1 cm.
Rồi, cái đường này các bạn sẽ đo vào đây cho tôi. Tôi muốn làm cái độ rộng của cái bản này nó là hạn 5 cm, vì vậy là 5 chia 2, chúng ta sẽ đánh vào đây là 2,5 cm bạn nhé. Sau đó bạn sẽ nối cái này lên cho tôi. Cái độ này thì nó tùy vào các bạn muốn làm cho mặt nó hở nhiều hay hở ít. Càng hở nhiều thì trông nó càng quyến rũ, thấy chưa? Kín thì một số người nó không mặc được hở thì mình có thể lên. Nhưng cái con số này 6 cm là con số mà tôi làm gần sát với mẫu nha bạn nhé. Đấy, thì bạn có thể di chuyển. Tôi thích là nó phải quyến rũ chút nên là tôi để là 6 cm, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta từ đây, các bạn kẻ thẳng lên đây cho tôi. Chúng ta sẽ thiết kế cái phần cúc ngực này. Đây nó là cái cúc ngực đấy. Tôi sẽ vẽ lại cái đường này để bạn nhìn cho rõ này. Từ đây bạn lấy đối xứng qua đỉnh ngực này, đối xứng lên đây này nhá, điểm này nó khoảng 2 cm. Và từ đỉnh ngực bạn lấy lên cho tôi 8 cm. 8 cm và bạn lấy ra cho tôi tổng là 1,5, 1,6, tức là mỗi bên là 0,8. Được chưa? Đây là 1,6 nhá, tổng cái này là 1,6, được chưa? Rồi sau đó bạn sẽ vẽ như này cho tôi đây. Cái chỗ này bạn sẽ phải, khi mà chúng ta vẽ này thì các bạn thấy là cái đường chéo này, nếu mà chúng ta cứ thế chúng ta cắt ấy, thì tí hai đường nó sẽ bị hụt nhá, thì chúng ta phải gấp vào như thế này. Và chúng ta vẽ lại cái đường này. Bây giờ mới là đường chính xác. Tôi sẽ lấy cái bút đỏ. Nhà đây là cái đường, tí nữa mình sẽ cắt theo đường này. À, nếu mà các bạn mà không biết cái chi tiết này thì các làm thì nó sẽ bị hụt. Thấy có hay không ạ? Thấy là tôi dạy có kỹ không? Nếu bạn thấy kỹ thì bạn ghi chữ là hay quá đây. Đây là cách để làm cái phần cúc ngực mà nó lên tận lên trên này. Sau đó bạn vẽ một đường này cho tôi. Cái đường này kích thước như sau. Bạn đo từ điểm này xuống thì nó sẽ là 7 cm bạn nhé. Cái điểm này thì bạn cứ đo sát ở đường cong này thôi nha. Ok, đấy là cái phần vẽ thiết kế rất là quan trọng ở cái phần thân trước này. Chút nữa chúng ta sẽ đến cái phần xoay chuyển ly và để làm cái đường cúc ngực. Bây giờ chúng ta sẽ tạo hình cái phần tay này nữa nhé. Chúng ta lấy một tờ giấy này, chúng ta để này, cố định nó bằng cái kim viêm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tạo hình cái phần cái tay này nhé. Từ cái đường này bạn vẽ này nữa. Đây, bạn vẽ vuông góc bàn trước này nhé, cho nó dễ này. Sau đó chúng ta xác định cái bản này, cái bản và mà độ rộng của cái tay này nhá. Độ rộng đây sẽ là bao nhiêu ạ? Sẽ là 20. Chỗ này nhìn độ rộng rất là lớn, nó sẽ phải là khoảng 26 thôi nhá, tôi cho 26 thôi. 26 xong, sau đấy bạn di chuyển xoay như này. Xoay như hình compa. Đấy. Xuống như này. Được chưa? 26 lấy đây. Cái khoảng cách di chuyển từ cái đoạn này xoay ra đây là bao nhiêu? Tôi sẽ đo cho bạn. Nó sẽ là 6 cm bạn nhé. Từ đây là 6 cm. Tức là chúng ta sẽ lấy cái điểm này nhé. Đấy. Chúng ta sẽ xác định cái độ lớn của cái bản này. Cái bản này nó sẽ là 5 cm. Tính từ đây xuống, giật xuống là 5 cm bạn nhé. Từ đây xuống 5 cm. Sau đấy bạn sẽ kẻ này cho tôi. Mình sẽ kẻ bằng bút chì thôi, cho nó đỡ bị rối. Và cái hình đúng của nó ấy, là nó sẽ phải như thế này. Bạn đặt cái hình, cái thước vào đây. Thước vào đây. Bởi vì cái chỗ này, cái góc này nó sẽ không chéo như này đâu. Đặt cái thước đây này.
nó sẽ phải lượn này thì nó mới đều. Đấy, sau nó lượn như này. Được chưa? Mình sẽ dùng cái con lăn. Bạn phải có con lăn nhé. Bạn nào chưa có con lăn thì liên hệ với học viện thì sẽ có cái combo, những cái dụng cụ chuyên nghiệp đấy. Thì có cái con lăn này mình sẽ dấu xuống đây này. Được chưa? Tất cả cái này là phải có con lăn này. Đấy, thì nó mới sang dấu đây rồi. Rồi, cái đường này các bạn cộng ra cho tôi phía dưới là 2cm. Nhá, 2cm này. Đây, 2cm này. Phía trên là 1cm. Xin lỗi, phía trên thì bạn chỉ cần 0,5 thôi. Bởi vì trên này nó không có thêm nhiều như cái phần bắt tay. Đây, 0,5. Sau bạn kẻ đây cho tôi. Đấy, thì đây là cái đường chính thức của nó đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ này ra. Rồi vẽ lại cái này để bạn nhìn cho nó dễ này. Bạn phải có cái thước cong này nhé. Làm thì nó mới được đi đường uốn bằng tay. Uốn bằng tay nó không đẹp đâu. Rồi sau đó các bạn sẽ chia cái ly này cho tôi nhá, chia cái ly này. Chia cái ly này nhá. Thì bạn ở đây chúng ta sẽ thấy là có 1 2 3. Rồi, có tổng cộng là 3 cái ly. Đường này các bạn sẽ đánh hơi cong vào cho tôi thì chúng ta sẽ có một cái ly ở đây này. Để tôi cắt. Đó, còn vừa rồi tôi kể hướng dẫn rất là kỹ nhá. Bạn nào mà chưa, tôi làm nhanh quá mà chưa hiểu ấy thì chút nữa mình có thể mình xem lại nhá. Mình khi mình thực hành mình xem lại là mình sẽ biết. Còn đây là cái phần thân trước nhá, gọi là sơ chế như này. Chúng ta sẽ lấy sang phần thân sau nhá. Chúng ta làm cả cái vai thân sau để cho nó đồng bộ, xong rồi chúng ta mới đi vào phần bắt đầu triển khai chi tiết. Đấy là cái cách thiết kế là bao giờ mình cũng phải đi từ tổng thể, xong mình mới đi ở chi tiết nhá. Như bạn cái này bạn cắt luôn ra thì cũng được. Nhưng mà làm như thế bạn sẽ dối, bạn sẽ không tí nữa là nó sẽ không có cơ sở, được chưa? Chúng ta lấy tờ giấy nữa. Không sao, ở đây. Rồi mình đặt cái thân trước đây là mình có một cái sự tưởng tượng cho nó dễ nhá. Thì cái thân sau này từ trên đường cổ này xuống đây này, chân cổ cơ bản này, bạn xuống cho tôi là 12cm. 12cm, được chưa? Rồi cái vai này chúng ta cũng lấy xuống là 1cm, giống thân trước. Sau đó bạn kẻ lên cho tôi. Rồi độ lớn của cái này, lớn của này cho là 8cm đi, đằng sau nó sẽ lớn hơn. Từ đây đây 8cm nhé. Ok, và tôi để cái này ra đây, nhìn nhau. Rồi chúng ta lại, đây chúng ta kẻ vuông góc này. Chúng ta lấy cái này, chúng ta đo, đặt cái này đo nhé. Ở đây bạn sẽ di chuyển vào phía trong này cho tôi 3cm. Đấy, đây là đường chính thức này. Sau đó chúng ta đặt cái thước này. Bạn sẽ thấy hình làm theo cái thước này rất là đẹp luôn. Chúng ta dùng con lăn này. Bạn thấy cái phương pháp của tôi nó có khoa học không? Của thầy Hải có khoa học. Nếu mà thấy khoa học thì chính xác thì các bạn comment cho tôi một comment xuống đây. Khoa học và chính xác. Tôi biết là bạn là người lần đầu tiên biết đến cái phương pháp này. Chúng ta đánh dấu đây cho tôi nhá. Tôi dạy rất là kỹ đấy, dạy miễn phí nhưng mà dạy kỹ như là học có phí nhá. Ok, và chỗ này chúng ta cũng cộng ra 2cm giống phía trước nhá. Chỗ này 0,5 này. Đấy chưa? À, chúng ta vẽ xuống đây. Đấy, đây là cái đường chính thức này. Đánh dấu đây, tí nữa cắt cho đúng. Rồi, còn kiểm tra một lần nữa xem mà lăn liếc chuẩn hết chưa? Chuẩn rồi thì chúng ta bỏ ra. Đấy à, và chúng ta vẽ lại. Rồi cái này đằng sau nó có 1, 2, 3, cũng có 3 cái ly bạn nhé. Bạn cũng cho tôi 3 cái ly vào đây.
Đây là cái vào tay của thân sau, đây là thân trước. Ok, chúng ta để cái này sang một bên. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế này. Trước hết là cái phần thân sau này, miếng thân sau này. Vẽ ra này cho tôi. Cái này là đo từ đây là 6 cm. Đây, chúng ta cắt bỏ này đi. Và đây nó sẽ có cái ly nhá, vẫn có ly bình thường. Chúng ta ghi là thân sau nhân 2 vải chính nhân 2 vải lót. Vậy chưa? Và đây là canh vải này. Nhá, sau miếng thân sau này. Rồi bây giờ chúng ta quay ra làm miếng thân trước này. Tôi sẽ lướt khá là nhanh, cho nên là các bạn chú ý tập trung theo dõi nhé. Và chúng ta nếu mà muốn nhớ bài ấy, liên tục comment, mình thấy cái gì mình hay, mình viết xuống đây. Mình thấy cái gì là tuyệt vời, mình ghi xuống đây là tuyệt vời, hay quá nhá. Thì bạn sẽ nhớ được, hoặc là những cái bí quyết này, như vừa tôi nói nhá. Chắc chắn là nhiều bạn là chúng ta chưa biết những cái kiến thức này đâu. Và bây giờ tôi sẽ làm cái này nhé. Bây giờ tôi sẽ cắt này, gập cái này vào. Tôi luôn chọn cái cách mà làm đơn giản nhất, đơn giản nhưng mà lại chính xác nhất để dành tặng cho các bạn. Vì vậy tôi rất là mong chờ là các bạn cũng đón nhận nó một cách vô cùng là thích thú, và cho tôi những cái lời động viên nhé, để tôi có sức khỏe, có thêm động lực để làm. Thưa với các bạn, chia sẻ với các bạn là quay video này nó cực kỳ là mất công. Mất công thứ nhất đó chính là tư duy, là ý tưởng chọn mẫu nào làm cho các bạn, dạy cho các bạn là rất là khó nhá. Bởi vì là kiến thức thì nó vô cùng là nhiều, nhưng mà tôi phải lựa chọn kiến thức phù hợp với các bạn đấy. Cái thứ hai là rất là mất công về mặt thời gian. Quay một cái video này á, xong rồi dựng phim mất cả ngày, mất phải 8 tiếng nhá, của cả tôi và ekip làm việc. Cho nên là làm một cái video này nó tốn kém lắm, về mặt thời gian cũng như là chi phí lắm. Đấy, muốn tặng các bạn miễn phí ấy, thì các bạn có mong muốn đón nhận nó hay không thì đấy là do quyền của các bạn. Và tôi chỉ mong các bạn cho tôi những cái lời động viên thôi, là thứ quý giá nhất nhá. Viết những cái lời tích cực xuống đây nhá. Bạn có thể là chưa hiểu, bạn có thể là thấy là nó chưa đúng với suy nghĩ của bạn, thì bạn cứ từ từ, và bạn cứ tỉnh bình tĩnh, bạn cứ xem nhiều video đi của tôi, thì bạn sẽ hiểu được cái cách làm của tôi nhá. Đấy, chứ đừng đưa ra cái phán xét vội vàng làm gì. Còn mình thấy hay thì mình ghi comment là tuyệt vời quá, hay quá. Đơn giản vậy thôi. Chúng ta sống trong cuộc sống thì chúng ta phải có một cái văn hóa văn minh như vậy. Động viên nhau, phải biết cảm ơn nhau khi mà người khác dành cho chúng ta những cái điều mà tuyệt vời. Ở đây tôi tặng bạn những điều miễn phí tuyệt vời, thì bạn cũng tặng lại cho tôi những cái cảm xúc tích cực. Được chưa nào? Bạn có hiểu cái ý của tôi nói không nhá? Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần này. Đầu tiên này, bạn sẽ cắt cái này cho tôi. Mình sẽ cắt theo đường này nhé. Bạn có thể cắt theo đường nó hơi mềm mại một tí. Rồi, được một miếng nhá. Rồi, miếng này này, bạn nhìn này, tôi sẽ vẽ cái này cho bạn. Mình phải sập cái đường ven này lại, đường ven cơ bản đấy. Còn vẽ này cho tôi, vẽ lên đỉnh ngực cho tôi. Cắt này. Rồi sau đấy bạn gập cái này lại cho tôi. Ok, sau đấy chúng ta cắt này. Rồi, bạn đã nhìn thấy chưa? Cái hình của nó sẽ như thế này. Nhưng mà bạn nhìn kỹ này, thì nó đang hơi bị nhọn đúng không? Bây giờ mình tỉa cái này đi cho nó có cái độ cong của cái phần quả ngực, nó sẽ đẹp hơn. Tôi đã làm rất nhiều bài dạy về cung ngực chuẩn cho các bạn rồi đấy nhá. Thì cái này nó cũng là một cái phương pháp rất là chuẩn. Đấy, chúng ta sẽ đo một chút xem là nó có khớp không nhá. Y xỉ luôn nhá, bạn nhìn này. Đấy, chuẩn chưa? Khớp chưa? Đấy, bạn thấy có tuyệt vời không? Đấy, cho nên là cái cách dạy của tôi ấy, nó không những là dễ hiểu mà nó rất là chính xác bạn nhá. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ bấm dấu khớp ở đây. Đây này, mình sẽ để như này nhá. Để này này. Để này. Đấy. Để này. Sau đấy bạn lấy cái kìm bấm dấu nhá. Bạn mua cái dụng cụ combo thiết kế chuyên nghiệp ấy, thì nó sẽ có cả cái kìm bấm dấu, cả cái con lăn này nhá.
chả có lan này. Đấy, những cái đồ mà rất là cần thiết này tôi nghĩ là bạn mua ở ngoài thì nó sẽ đắt hơn và nó khó mua hơn, thì mua cái combo ở bên tôi thì nó sẽ rẻ nhá. Liên hệ số điện thoại hotline hoặc là để lại số điện thoại của bạn đây thì sẽ mua cái này, có cả thước cong thước thẳng luôn, được chưa? Đấy, cái miếng này mình phải làm như thế này chuẩn chỉ luôn. Bạn có công nhận với tôi là khi mình học chuyên nghiệp thì làm cái thứ nó cứ dễ đúng không? Mình không biết thì nó mày mò nó mệt lắm. Cái mẫu này nhiều bạn là thích làm từ lâu rồi nhưng mà làm nó không có được. Rồi cái này nhân với 1 bạn nhé, 1 bởi vì là gấp đôi này. Cái này nhân với 2 này, nhân 2 phải chính 2 lót này, nhân 1 lót này. Cái này mình ghi là thân trước này. Rồi thân trước này. Đấy, một cái miếng dập này nó phải có nhiều cái thông tin quan trọng, canh vải này, nhân với mấy miếng này, thân trước hay thân sau này, để rõ ràng bạn nhé. Đấy, như thế là xong cái phần cũ một rồi. Bây giờ chúng ta đến cái phần cái tay. Đây này, tay này nha. Đây mình để này, thân trước thân sau. Thì bây giờ đơn giản là mình cắt cái này ra thôi bạn. Mình cắt cái này ra. Rồi, rồi đấy bạn đặt giấy phía dưới rồi. Nó mở cái này ra. Bạn có thể mở ra cho cái này nó như kiểu một đường thẳng được. Cũng không nhất thiết phải đường thẳng, bạn thích đường gì cũng được nhé. Nếu bạn muốn cái ly nó có nhiều, mở nhiều thì bạn cho nó cong lên nhiều. Hơi thiếu tí, hơi thiếu giấy tí nhé. Cái ly này mình muốn nhiều ít thì mình ấy thì mình mở nhiều. Nhiều ít khác nhau. Cái ly giữa này bạn mở to ra cho tôi này. Cái này mở nhỏ thôi. Mở nhiều quá thì nó sẽ bị dày nhá. Các bạn chú ý nhá. Vừa vừa. Tí thôi tôi sẽ đo cho bạn cái độ mở của nó là bao nhiêu. Sau đó chúng ta cắt. Nào chúng ta sẽ xếp ly này. Đấy, bạn xếp xong rồi bạn cắt nhé. Và nó sẽ như thế này. Cái chỗ này nó sẽ là đường can bạn nhé, chứ không phải đường liền đâu. Đấy, thì nó mới đẹp. Đừng có làm liền thì nó mới thành cái ly này. Tí nữa lên mannequin tôi sẽ cho bạn xem để bạn nhìn nó dễ tưởng tượng hơn. Rồi chỗ này mình cũng xếp ly ở đằng sau. Rồi cái canh vải thì nó tùy thuộc vào cái miếng vải bạn muốn nó loang màu như thế nào thì bạn làm canh vải như vậy nhé. Đấy, nhưng mà để độ có độ phồng thì tôi cứ đánh canh vải theo chiều như thế này nha. Và bạn có thể theo canh này cũng được. Đấy, nó xem cái miếng vải như nào. Nhưng mà đây tôi tạm đánh là như này. Thì cái này nhân với 2 vải chính. Bạn muốn làm lót thì nhân với 2 lót nhé. 2 lót thì nó sẽ xịn xò hơn. Được chưa? Đây bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta làm cái phần cái dây chéo chéo này. Dây chéo chéo này nhá, dây chéo chéo bé bé này. Thì cái này bạn nên làm trên mannequin. Bạn làm ở dưới mặt phẳng cũng được nhá, cũng được. Nhưng mà làm trên mannequin thì nó đẹp và nó nhanh, nó chính xác hơn nha. Thì đây nhá, đơn giản này thôi. Bạn dán cái form mà vừa rồi tôi hướng dẫn bạn cái form cúc cực. Đấy, bạn thấy không? Cái form cúc cực lên đây nó ôm sát ở sàn luôn. Đẹp không ạ? Có đẹp không ạ? Ghi vào dưới đây là form cúc cực của thầy Hải đẹp quá. Đây này, ôm sát vào đây nhá. Bạn thấy không? Cái này này, nếu mà may sau này may cái này tôi ghi là còn hơi bị lệch một tí nhá. Nó ghi vào đây thì nó căng đét rồi. Rất là đẹp nhá. Đấy thì cái công thức của tôi bạn cứ yên tâm. Thì sau đấy bạn cắt cho tôi một cái hình như thế này. Nhá, bạn kẻ cho tôi một cái đường thẳng này. Được chưa? Có chiều dài là 23 cm, được chưa? Đó. Sau đó từ cái đoạn này bạn lấy ra cho tôi 3 phân, từ đây lấy cho tôi 7 phân. Sau đấy mình kẻ một cái đường chéo như thế này. Và từ điểm này bạn lấy cho tôi cộng thêm 7 phân ở đây, cộng thêm 7 phân dưới này để mình có một cái chiều dài như thế này. Và sau đấy bạn cắt này cho tôi. Đó, bạn cắt xong nhá. Bạn đặt vào đây. Đó, đặt cái vị trí này vào đây này. Đây, bạn đặt vị trí đây. Bạn lấy cái ghim này. Bạn vào đây. Tôi sẽ dạy bạn cái phương pháp này rất là hay luôn.
không phải công thức công thiết gì hết. Ghi vào được chưa? Đấy. Sau đó chúng ta sẽ lấy bút, chúng ta đánh dấu này chính xác luôn nhá, chính xác 100% luôn. Đánh dấu phần sườn này, được chưa? Phía trên này và đánh dấu này thôi. Phần ngang ấy, phần ngang này. Đấy, phần ngang này. Ngang này nó chính là cái phần vắt qua cái, thì mình phải cắt đúng cái độ chéo này của nó. Dạ, sau này nó như thế này. Ok. Rồi. Cái này là gần như là xong, rất là chính xác. Cái này mình cắt này. Được chưa? Rồi. Sau đó chúng ta sẽ chia các cái đường này ra. Ở đây nó có bao nhiêu đường? Có 3 đường. Nó còn có một cái đường bé bé trên này, nó ôm vào cái đỉnh được 3. Được chưa? Rồi 3 đường này bạn sẽ cắt ra cho tôi này. Sau khi kẻ xong 3 đường bạn cắt này. Cái này bạn thích thì bạn tách hẳn cái này ra. Tách hẳn ra để xếp nhé. Rồi bạn lấy cách ra này. Cái này độ rộng của nó thì nó sẽ khoảng là 2 cm. Đấy, cái chỗ này bạn mở ra cho tôi. Được chưa? Bạn hiểu cách làm chưa? Đấy, đơn giản đấy mà. Rồi chỗ này mình cắt bằng nhé. Rồi, bạn thấy hay không ạ? Đấy, cái này sau này nó vào đúng đây này. Vào đúng vị trí này. Vắt lên đây. Được chưa? Đấy, đẹp không ạ? Y hệt luôn ở trong mẫu. Thế thì bạn nhớ này, cái này nhá. Tí nữa cắt và may như nào là bạn đợi đến cuối video này tôi sẽ nói cho bạn nhé. Không là bạn không biết là bạn làm theo ý hiểu của mình là nó bị sai nhé. Bởi vì tôi nói các bạn là cái này là đánh lừa cảm giác nhé. Cái này này, mọi người nhìn là cứ tưởng là nó là một cái dây liền, nhưng mà thực tế không phải như thế đâu nhá. Chút nữa tôi sẽ nói cho bạn cách may như thế nào. Rồi bạn đợi đến cuối chương trình nhé. Đấy, được chưa? Vâng, đây là các cái chi tiết mà tôi đã hướng dẫn cho bạn này. Phần thân trước ở chân thân trước, ở chân thân sau này. Cái phần tay này, phía trên của thân sau này, phía trên của thân trước này, nằm ở đây này, và cái dây nhá. Thì cách may như nào thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách may, và chúng ta cùng xem em nó ở trên mannequin tổng thể hoàn chỉnh như thế nào bạn nhá. Nào, hãy cùng một lần nữa ngắm lại em nó ở trên ảnh để chúng ta sẽ cùng chào đón em nó trên mannequin này các bạn. Vâng, xin mời em nó ngay ở phía dưới này. Xin mời quý vị. Đấy, bạn thấy y hệt chưa? Vâng, y hệt đúng không ạ? Vâng, bạn thấy không? Cái vai và cái phần cái đai nó vắt chéo từ bên này cú lên trên và xuống bên trái này nhá. Đây là đằng sau này. Đó, đằng sau này các bạn này. Đó, bạn thấy chưa? Rồi, rất là đẹp phải không nào? Và y hệt như ở trong mẫu. Và bạn đợi một chút nữa, tôi sẽ nói cho bạn cách là chúng ta may như thế nào. Cái này thì may cũng đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta phải biết cách, không là may nhầm. Rồi, và bạn nhớ rằng là để mà làm cái mẫu này thì chúng ta sẽ phải phát triển trên cái form dập cơ bản này. Nên là bạn nào chưa có thì bạn hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0792-666-128 để có ngay cho mình bộ dập siêu chuẩn này nhá. Đấy, cả hơn 2.000 người đã sử dụng bộ dập này của Vũ Trần Đức Hải. Nó siêu chuẩn và quan trọng với cái việc mà chúng ta phát triển tất cả những cái mẫu kiểu sau này. Ok, thì tôi sẽ nói phần may này. Phần may tôi sẽ bật cái này ra để cho các bạn hiểu nha. Đây, thì cái phần phát triển này bạn nhớ nhá, là nó không phải là một cái vải liền từ đây sang đây đâu bạn nhá. Không phải là một cái vải liền đâu, mà nó sẽ phải may can với nhau ở đây nha. Tức là bạn cắt hai miếng rời nhau, và sau đó bạn xếp lại. Xếp xong thì bạn sẽ may can với nhau ở đây, và sau đấy bạn gập đây. Vì sao phải như vậy? Bởi vì thứ nhất này, là cái vải này á, cái màu nếu mà bạn lật thì chưa chắc là nó sẽ có màu chuyển, bởi vì những vải màu chuyển này nó thường sẽ chỉ có một mặt thôi nhá. Đấy, còn nếu nó có hai mặt thì kể cả hai mặt bạn làm, nếu bạn làm liền ấy, thì cái chỗ này bởi vì là bạn vừa rồi chúng ta phát triển, chúng ta biết đúng không, là cái chỗ này
trên này nó nhỏ, cái này nó to. Đấy, cho nên là nó không phải là xếp thắt vào đâu, không phải là liền một miếng thắt vào đâu, mà nó phải tách ra thì nó mới xếp êm đẹp như này. Nha, đó là cái này. Cái thứ hai là cái miếng này, miếng hai vai này. Hai vai này bạn cũng xếp ly cho tôi nhá. Xếp ly xong, sau đấy chúng ta sẽ may chắp và giấu đường may vào trong nhá, ở đây. Đó, và sau đấy chúng ta cái này là nó che đi, được chưa? Đằng sau này thì bạn sẽ may kẹp vào đường chìa khóa, được chưa? Cái đường này mình xếp ly xong mình sẽ may kẹp vào đường chìa khóa ở đây. Đó. Ở đây bạn sẽ thấy rằng trên giấy này tôi làm nhìn lên nó hơi thiếu đúng không ạ? Nó phải thiếu như này nhá. Thì lên vải nó là vừa, lên vải bạn cứ may đúng vào cho tôi thì nó căng cái vai ra, bởi vì giấy này nó cứng. Tôi không căng được, căng quá nó sẽ bị rách giấy nhá. Đấy. Và cái phần cúp ngực này bạn cứ làm theo hướng dẫn của tôi thì nó sẽ vô cùng là đẹp bạn nhá. Đó, thì đây là một cái mẫu vô cùng đẳng cấp nhá. Nó vô cùng đẳng cấp, bạn thấy có đẹp không ạ? Nếu bạn thấy mẫu này rất là tuyệt vời thì hãy cho tôi chữ tuyệt vời vào đây ạ. Mẫu rất đẹp đúng không ạ? Và hiện nay thì tôi đang có các khóa học online, thiết kế học online dành cho những anh chị mà các anh chị muốn phát triển với nghề chuyên nghiệp hơn. Thì hiện nay tôi có 3 khóa học mà các anh chị sẽ nên học. Đó là thiết kế dập diệu kỳ, thiết kế dập chính xác và đặc biệt khóa học 6D online là khóa học đỉnh cao. Bạn sẽ được học cả 2D, cả 3D nhé. Thì cả 3 khóa học này đang có giá ưu đãi và trong một thời gian ngắn nữa thôi thì cái ưu đãi này nó sẽ hết. Nên vì vậy các bạn hãy nhanh chóng để lại số điện thoại của mình ở phía dưới này, hoặc gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0792666128 để nhanh chóng nhận ưu đãi của những khóa học này, bởi vì sắp hết ưu đãi rồi. Nha, nhanh tay đăng ký ngay, không là đến lúc mà tăng giá lên thì có phải là bạn sẽ rất là thiệt đúng không nào? Nha. Và bạn hãy nhớ là làm ngay cho tôi cái mẫu này là sẽ rất phù hợp với những cái mùa cuối năm này, Giáng sinh này người ta đi chơi đi tiệc rất là nhiều, mình làm ngay lên và mình bán để mà có tiền đúng không? Nếu bạn thấy video này tuyệt vời hãy cho tôi một like, một chia sẻ, một comment bình luận tuyệt vời quá đây, và nhớ nhấn đăng ký kênh, nút subscribe ở phía dưới màn hình này nhá. Nhấn vào đấy và nhấn vào hình quả chuông để mà cứ có video mới của Vũ Trần Đức Hải thì bạn sẽ nhận được video của chúng tôi sớm nhất. Hãy nhớ có cho mình bộ dập này nhá. Vũ Trần Đức Hải Master xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye. Cảm ơn và chúc mừng các bạn đã xem hết video cùng Vũ Trần Đức Hải. Để không bỏ lỡ những video tuyệt vời tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nút subscribe hoặc nhấn vào xem các video tiếp theo nằm bên trái hoặc bên phải của màn hình. Vũ Trần Đức Hải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.